Thưa quý vị và các bạn, Long Hưng là một làng cổ của huyện Hải Lăng, được tạo dựng nên bởi những người dân Việt ngày xưa hiên ngang đi mở cõi. Qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Long Hưng ngày càng giàu đẹp. Đến với Long Hưng hôm nay, ta sẽ được thấy nhiều danh lam thắng cảnh và những di tích văn hóa lịch sử gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc dựng xây và bảo vệ Giang Sơn, Tổ quốc. Long Hưng là tên của một trong hai thôn thuộc xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nằm về phía nam của thị xã Quảng Trị khoảng 2 km, cách thị trấn Hải Lăng khoảng 9 km về phía bắc. Làng Long Hưng có địa thế tiền thủy hậu trầm, mặt hướng ra những ruộng đồng bao la, lưng tựa vững chắc vào đồi núi chập trùng. Theo sách Âu Châu Cận Lục của tác giả Dương Văn An và phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, làng Long Hưng ngày nay được hình thành từ thế kỷ thứ 16 vào thời Hậu Lê cùng với các làng lân cận như Thạch Hãn, Tích Tường, Như Lệ thuộc Tổng Hoa Lư, huyện Hải Lăng. Theo một số văn bản gia phả của các họ tộc thì làng Long Hưng có được sự hưng thịnh như ngày hôm nay là nhờ công đức của hai ngài Trần Đăng và Văn Chính đã khai nghiệp điền địa, tạo dựng hương thôn. Thấy đất lành chim đậu, không lâu sau đó có thêm một số họ khác cùng tìm đến nhập cư lập nên làng Long Hưng, một trong những làng cổ nhất của tỉnh Quảng Trị. Qua bao cuộc bể sâu biến thiên của lịch sử và nhiều lần đổi tên, tách chia bản bộ, đến năm 1976, Long Hưng chuyển về xã Hải Phú cho đến ngày nay. Trong nếp sống văn minh của làng xã, dân tộc Việt Nam thì ngôi đình làng, ngôi chùa làng, lăng tẩm, miếu mạo là mảng văn hóa vật thể có từ rất sớm, gắn với sự hình thành và phát triển của làng xã. Theo các văn tự cổ của làng Long Hưng ghi lại, thì đình làng được xây dựng từ rất sớm và đã qua nhiều lần chuyển rời, từ Trạng Trình đến Nương Hoang, Cồn Giữa và hiện nay ở vùng Cồn Đình. Đình làng được tôn tạo trùng tu sửa chữa nhiều lần vào các năm 1917, 1929 và trùng tu vào năm 1990. Đây là nơi vào ngày 22 tháng 12 và ngày mồng 1 Tết âm lịch hàng năm, các họ tộc, dân làng tổ chức lễ đông chí và lễ cầu an đại tự để tưởng nhớ công đức các vị tiền nhân mở đất lập làng và cầu mong cho mưa thuận gió hòa, đem sự bình an đến cho dân làng. Các lễ này, ngoài các ý nghĩa trên, còn có sự sâu xa, đó là sợi dây kết nối tình cảm của tất cả các họ tộc, dân làng cùng đồng lòng xây dựng hương thôn. Đình làng Long Hưng cũng được công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh. Qua bao lần vật đổi sao rời, đình làng hiện nay đã xuống cấp. Mọi con em của làng xa và gần đang mong mỏi đại trùng tu để tôn vinh một hồn cốt văn hóa tâm linh của làng. Nằm về phía bắc, cách đó không xa đình làng là chùa Long Hưng. Ngôi chùa cổ được xây dựng từ năm nào, đến nay không một người dân ở làng được rõ, và hiện không có một văn tự hay cổ sử nào ghi lại. Nhưng chắc chắn, mảng văn hóa vật thể và tâm linh này có từ rất sớm cùng với nếp sống văn minh làng xã Long Hưng. Chùa Long Hưng nằm trên khu vực xóm chùa, trong không gian thoáng đãng, thuận lợi về giao thông. Trước mặt chùa có một ao sen tỏa hương thơm ngát về mùa hè. Trong khuôn viên chùa được bài trí hài hòa, tạo nên cảnh quan trang nghiêm, trầm mặc nhưng hết sức gần gũi. Chùa có ngôi chính điện, nhà tăng và bảo tháp khang trang, được xem là ngôi cổ tự. Tuy nhiên do chiến tranh và thiên tai bão lũ nên chùa Long Hưng đã nhiều lần tôn tạo trùng tu và đại trùng tu sửa chữa. Chùa Long Hưng là một trong những thắng cảnh đẹp của làng Long Hưng. Về cái ngôi chùa Long Hưng là có từ cái thời xa xưa, cái thời mà ở đây dân làng cũng không biết được là thời nào. Nhưng mà theo trong một cái bản địa trắc của làng Long Hưng thì thời Gia Long 1802, trong cái bản địa trắc đã có là Long Hưng tự bằng chữ Hán. Năm 1990 thì ngôi chùa bắt đầu khôi phục trở lại và thành lập cái ban hộ tự. Cơ sở này nhằm mục đích là để cho ni giới toàn tỉnh về đây sinh hoạt hàng tháng, mỗi tháng 2 ngày, 30 và 14 là sinh hoạt Bồ Tát, sinh hoạt và 3 tháng an cư từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Và một cái điều mà chúng tôi cũng khắc ghi nhất là làm một người con Phật luôn luôn, vì đạo Phật luôn luôn đồng hành cùng với dân tộc. Nên một người tu sĩ đi bất cứ nơi đâu
làm bất cứ một việc gì thì làm sao để cho tốt đời đẹp đạo. Về với Long Hưng hôm nay, chúng ta không chỉ được thấy những danh lam thắng cảnh mà còn được biết những địa danh vàng chói lọi của lịch sử cách mạng. Từ thuở người dân còn tối tăm, cơ cực trong ách thống trị của thực dân phong kiến, ngọn lửa cách mạng đã sớm được nhóm lên trên mảnh đất Long Hưng. Trong những năm tháng chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, người dân Long Hưng son sắt thủy chung với Đảng và cách mạng, vùng lên chống áp bức bóc lột của chế độ thực dân phong kiến và giặc ngoại xâm, cùng toàn thể dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng. Tại khu vực miếu họ Trần Nhì này, từ năm 1923 đến năm 1928 là nơi tụ họp của các nho sĩ, nông dân, học sinh yêu nước để bàn bạc việc đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, đấu tranh chống áp bức của thực dân phong kiến. Đến năm 1927 là nơi thành lập Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội khởi xướng, có các ông Trần Hoành, Văn Ngọc Hoàn. Tháng 3 năm 1930, chi bộ Long Hưng được thành lập. Nói chung nhân dân Long Hưng là rất có truyền thống về cách mạng trong hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Toàn là những cán bộ lão làng kiên cường, và chính nơi tôi đứng đây là năm 1929 là thành lập thanh niên đồng chí hội ở đây, và năm 1930 là thành lập chi bộ đầu tiên của xã Hải Phú. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhân dân Long Hưng đây là một trong những địa điểm nóng, cửa ngõ của thành cổ, thì là kết hợp với cùng cán bộ chủ lực đánh đuổi giặc ngoại đế quốc Mỹ trong các thời kỳ, và tiếp tục sau này thừa kế những thành quả đó, thì nhân dân Long Hưng là với cán bộ đảng viên là tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, cả thế giới đều hướng sự chú ý đến một địa danh nhỏ bé, vô danh, mà sau này là một câu chuyện tráng ca của dân tộc Việt Nam, đó là thành cổ Quảng Trị. Trước khi cuộc chiến tập trung dưới chân thành cổ là các trận đánh khốc liệt ở vòng ngoài, mà trong đó có chiến lũy nổi tiếng là Ngã Ba Lửa, Long Hưng. Kính thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là Ngã Ba Long Hưng, thuộc xã Hải Phú, cách thị xã Quảng Trị 2 km vào phía nam. Nơi đây trong những 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị được mệnh danh là Ngã Ba Lửa, Ngã Ba Bom. Và chỉ nơi đây đã có một đại đội quân chủ lực của chúng ta cùng dân quân du kích đã chặn đứng hàng chục cuộc phản công của Mỹ ngụy. Các chiến sĩ ta đã tỏ rõ gan vàng, giờ ngọc góp phần vào cuộc chiến đấu bảo vệ 81 ngày đêm của quân và dân ta. Khu di tích này hiện nay đã được công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia, và tượng đài được xây dựng vào tháng 3 năm 1992. Bước ra khỏi cuộc chiến tranh với bản thân mang nhiều thương tích nặng nề, người dân Long Hưng bắt tay xây dựng lại quê hương. Với bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó và đức tính không cam chịu đói nghèo, nhân dân Long Hưng đã đồng lòng, đồng sức cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với thế mạnh là vùng cửa ngõ của thị xã Quảng Trị, Long Hưng đã phát triển mạnh kinh tế theo hướng kinh doanh hàng hóa dịch vụ, và nông nghiệp cũng chuyển dần theo hướng cung cấp hàng hóa thực phẩm cho đô thị. Chính vì vậy, đời sống của người dân ngày càng phát triển. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, Long Hưng là một trong những địa phương gương mẫu đi đầu. Thực hiện đề án của Ủy ban nhân dân xã Hải Phú giai đoạn 2011 đến 2015 và định hướng đến năm 2020, thôn Long Hưng đã phát động phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã bê tông hóa được 90% đường giao thông nông thôn, 70% hệ thống kênh mương thủy lợi, các trường học, nhà thờ, đình, chùa, miếu vụ đã sửa chữa và nâng cấp các thiết chế văn hóa của làng như trung tâm văn hóa cộng đồng, sân bóng đá, bóng chuyền, thể dục thể thao được sửa và nâng cấp khang trang. Về kinh tế thì hợp tác xã Long Hưng đã quy hoạch cánh đồng mẫu lớn, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, mở rộng các hệ thống giao thông nội đồng phục vụ cho bà con đi lại sản xuất được thuận lợi. Đến nay là về kinh tế thì tổng thu nhập đầu người là đạt 42 triệu đồng trên một người trên năm.
Hiện nay làng Long Hưng có 6 họ tộc lớn: Trần Nhất, Trần Nhì, Văn Nhất, Văn Nhì, Nguyễn Nhất, Nguyễn Nhì với 800 hộ và 2.800 nhân khẩu. Các nhà thờ họ ở đây với sự tâm huyết qua các thế hệ đã được trùng tu, bản bộ, xây dựng khang trang, bề thế. Tuy mỗi nhà thờ có một kiểu kiến trúc khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là sự trang nghiêm, tỏ rõ niềm kính trọng các bậc tiền nhân đã hưng thịnh nên họ tộc của hậu thế ngày nay. Trong việc phát triển dòng tộc, các họ tộc ở làng Long Hưng luôn chú trọng đến công tác khuyến học, khuyến tài. Lấy việc khuyến học và giáo dục nhân cách là sự chỉ đạo xuyên suốt, tâm huyết qua rất nhiều thế hệ. Về khuyến học của làng Long Hưng, chúng tôi gồm có 6 họ đều có là phong trào khuyến học. Và hàng năm thôn cũng có phát quà và trao phần thưởng cho các em được khuyến học, được đỗ vào cao đẳng đại học. Hàng năm khoảng 40 đến 45 em là đỗ vào cao đẳng đại học. Và đặc biệt là có cái em Văn Việt Đức gần đây là đã đạt giải nhất cái đường lên đỉnh Olympia. Phong trào khuyến học này là bên cạnh là giáo dục các em học tập tốt, cũng là giáo dục các em là đạo đức và làm người. Cho nên sau khi ra trường, các em dù công tác trên mọi miền đất nước, ở đâu các em cũng luôn luôn là tỏ ra là một người có là trí thức và có ích cho xã hội. Với tinh thần đoàn kết, chịu thương, chịu khó qua bao đời, người dân Long Hưng đã kiên cường chống chọi với thiên tai, giặc giã, xây dựng một miền quê trở nên chủ phú, xứng đáng với niềm mong mỏi của tiền nhân đi mở đất. Làng Long Hưng như con rồng, trỗi mình lớn mạnh từng ngày.